Bác trở lại với kênh của Sơn Gia Văn Hoàng Nhật. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bác một em điều hòa mini hay còn gọi là điều hòa cửa sổ. Ưu điểm của em này thì khá là nhiều ưu điểm. Em này nhỏ gọn, các bác có thể lắp lên cửa sổ để cho hơi nóng đằng sau nó thoát ra ngoài cửa sổ, cho đằng sau hơi lạnh quay vào trong phòng, phần hở thì che đi, hoặc các bác cũng thể để ở cửa nhà vệ sinh hoặc cửa ra vào. Cái phần hở bên trên thì các bác lấy rèm hoặc là lấy một cái vật liệu là lấy che đi, thì dùng cho phòng được 10 đến 12 mét vuông cơ động, không phải đục phá, tại vì nước của nó sẽ tự tiêu nhé các bác nhé. Sẽ có điều hòa thì sẽ sinh ra nước, nhưng mà nước cái này nó sẽ có một cái hệ thống bơm lên tới lên tầng nóng thì nó sẽ tự tiêu cái nước ấy đi, rất là ưu điểm. Thế thì dàn em này còn rất là mới đấy các bác này, mã em này là CVKA1615. Mã của bên shop bên mình Sơn Gia Văn là con này là mã 17 nhé các bác nhé. Các bác nào mà mua hàng thì nhớ đọc mã. Đây, dàn của nó đây. Rất mới. Có nhìn thấy chưa? Dàn trong còn rất là mới. Thế thì em này công suất thì để cho phòng 10 đến 12 mét. Công suất còn tầm 8.000 BTU. Các bác dùng cái phòng to hơn thì dùng thêm quạt để bổ trợ cho nó. Tôi sẽ đo nhiệt độ. Nhưng em này là có điều khiển kèm theo nhé các bác nhé. Nhiệt độ ở trong phòng hiện tại là 26,5 độ C. Tôi sẽ đo thử nhiệt độ cửa gió xem em này nó xuống được bao nhiêu độ C nhé các bác nhé. Đây, các bác chú ý để theo dõi nhiệt độ cửa gió của nó. Em này xuống lạnh rất là sâu. Và tôi cũng phân biệt luôn cho các bác là em này nó khác hẳn cái điều hòa, các cái quạt điều hòa thông thường. Tại vì quạt điều hòa thì tức là sao? Tức là nó không có dàn lạnh và không có tác dụng làm lạnh như thế này. Em này có tác dụng không khác gì một em điều hòa cho tường cả. Bây giờ đây các bác nhìn xuống hiện tại cửa gió 11 độ C. Xuống tiếp tục 6,9 độ C. Cái đặc điểm của em dòng Corona này xuống rất là sâu. Nhưng các bác đừng có, vì các bác cứ phải tìm những em mà xuống tận sâu như này. Tại vì thực ra là cái công suất của em điều hòa nó phụ thuộc vào cái cường độ của gió ra nữa. Có thể là xuống được rất là sâu nhưng mà cửa gió phải ra nhiều thì mới làm mát phòng nhanh được. Em này xuống 3,2 độ C đây này các bác này. Rất là lạnh. Các bác nhá. Thế thì các bác mà muốn tìm hiểu các cái sản phẩm khác của shop Sơn Gia Văn thì xin truy cập hanggiavan.vn hoặc website chuyên dụng là điều hòa mini.vn, hoặc các bác cũng có thể truy cập Facebook Sơn Gia Văn Hàng Nhật. Chúng tôi sẽ gửi các ảnh chi tiết cũng như giải đáp các thắc mắc cho các bác. Tất cả các sản phẩm của shop Sơn Gia Văn đều được bảo hành 1 năm. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các clip tiếp theo.